chào lại tất cả các quý vị mến thương. Trung Nguyên mạng Pháp đi vào bản tin thời sự nóng bỏng liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Các quý vị cũng biết là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến nó đẫm máu. Tuy rằng con số mà công bố của Nga hay của Ukraine nó đều rất là ít. Các vị biết là cái báo cáo của Nga đó cho rằng là cuộc chiến tranh gần 3 năm vừa qua. Thì cái báo cáo nó chỉ có mấy chục ngàn binh sĩ tử vong mà thôi. Ít như vậy đó, mấy chục ngàn. Tất nhiên đây là cái báo cáo của Nga. Báo cáo của thế giới thì họ đánh giá khoảng tầm 300 ngàn. Của thế giới phỏng đoán, không xác thực được. Nhưng nếu cái báo cáo của Ukraine thì là 600 mấy ngàn binh sĩ. Nhìn cá nhân của Nguyên thì cuộc chiến tranh này đã hơn 1 triệu người đã thiệt mạng. Tổng cộng cả hai bên. Nguyên tính khoảng tầm 1 triệu người đã thiệt mạng tổng cộng cả hai bên. Trong đó nó có gồm binh sĩ tất nhiên và cả luôn những người dân thường nạn nhân của cuộc chiến. Và cuộc chiến tranh nó đang tiếp tục kéo dài. Nhưng cái báo cáo của Nga thì binh sĩ mất rất là ít. Ít tới mức độ mà chúng ta không thể tin được. Khi lúc đó cái con số mà người mất tích nó còn nhiều hơn con số người tử vong. Mất tích có nghĩa là chính phủ Nga không biết họ đang ở đâu. Có thể họ đang bị bắt. Hay họ đào ngũ. Chuyện gì đó không biết họ đang ở đâu. Khi lúc đó con số báo cáo người tử vong rất là ít. Nhưng Putin vẫn tiếp tục. Thống kê cho biết gần 3 năm. Thì Putin đã chiêu mộ trên 500.000 binh sĩ. Và ngày hôm nay Putin tiếp tục chiêu mộ. Mới vừa ký một con số cũng không hề nhỏ. 133.000. Cái con số này để bổ sung cho lực lượng vào mùa thu. Các vị cũng biết là sắp sửa tới đây đó, sắp sửa tới cái giai đoạn bầu cử tại Mỹ. Nó liên quan đến chính trị rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề của Ukraine. Nên là Ukraine và Nga ai cũng muốn đạt được một cái thành quả lớn vào tháng 11 hết. Ai cũng muốn chứng minh thấy rằng là họ có thể là người thắng cuộc cuộc chiến tranh này. Nên vào tháng từ đây đến tháng 11 là cái thời khắc quan trọng cho hai quốc gia. Và Putin cần bổ sung nhân lực. Một số lượng 133.000 binh sĩ. Lý do? Nguyên nhân? Nếu binh sĩ không tử vong nhiều, ông đã chiêu mộ 500.000 rồi, chiêu mộ thêm 133.000 binh sĩ nữa để làm gì? Đây là con số chỉ có mùa thu. Putin còn có thể chiêu mộ mùa đông, mùa xuân, mùa hè của năm tới nữa. Đây chỉ là mùa thu cho vào từ bây giờ đến bước vào mùa đông. Và còn đợt chiêu mộ nữa. Các vị thấy lý do đó và tại sao đó thanh niên của Nga đó họ bất chấp trốn ra khỏi đất nước Nga vì họ không biết chừng nào đến họ. Trong cái báo cáo đợt này, đợt chiêu mộ này không có tên họ, nhưng ai bảo đảm đợt sau không có, khi không thấy có một cái giới hạn nào chiêu mộ của binh sĩ của Putin hết. Càng ngày Putin chiêu mộ càng nhiều. Bởi vì trong cái cuộc chiến này nó quá đẫm máu và tổn thất của binh sĩ của Nga quá nhiều. Thống kê trung bình cho biết một ngày ít nhất là 1.000 binh sĩ đã nằm xuống. Và các quý vị cứ tính đi, một ngày 1.000 binh sĩ. 365 ngày là bao nhiêu binh sĩ? Và chúng ta thấy rõ là cuộc chiến tranh này chưa thấy dấu hiệu chấm dứt. Nên lý do đó mà chính người dân Nga họ rất là hoang mang. Đừng nói ai khác. Cái sự lo lắng của Ukraine khi Nga chiêu mộ binh sĩ là chuyện bình thường. Nhưng chính bản thân người dân Nga họ sợ. Vì họ cảm nhận được cái cuộc chiến tranh này nó quá đẫm máu. Và nó dẫn đến nhiều vấn đề xấu cho đất nước của mình. Ngoài cái mặt đó thì Quốc hội Duma của Nga lại đưa ra một cái gói. Mình kêu là cái gói quốc phòng mới cho năm 2025. Trong hai năm ấy vừa qua cuộc chiến tranh. Thì cái gói quốc phòng của Nga đã tăng vọt. Điển hình năm 2024, thì cái gói quốc phòng của Nga đã tăng lên 70%. Nhưng mà vẫn không đủ, vẫn không đủ. Và đợt này thì cho năm 2025, tăng thêm 30% nữa. Với cái giá trị khoảng tầm, nguyên kia là khoảng tầm 130 mấy tỷ euro. Thì đây là cái gói quốc phòng của Nga bổ sung. Trong tăng lên cho năm 2025 để chúng ta thấy rõ được là Nga tiếp tục củng cố để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu bền. Thấy cái dấu hiệu là không ổn các bạn. Cứ mà nước nào cũng bỏ tiền vào trong cái quốc phòng, đặc biệt là Nga và Ukraine, thấy rõ nét là
họ đang củng cố cho cuộc chiến tranh lâu bền. Và cũng là một cái tin vui, có nghĩa là họ không chắc chắn là họ thắng. Và họ chỉ có cầm cự cuộc chiến sẽ kéo dài. Và Quốc hội Duma của Nga ngày hôm nay đã trình bày cái kế hoạch, cái quốc phòng tăng cường thêm 30% so với năm 2024. Tất nhiên là Trung Nguyên nói đây là một cái báo cáo, nó chưa chắc là báo cáo cụ thể. Vì đối với Nguyên, Nga đầu tư 130 mấy tỷ trong quốc phòng thì con số này nó không hề lớn. Nó không hề lớn. Nên là Nguyên sợ là cái con báo cáo số này nó không được trung thực. Chúng ta biết Mỹ đầu tư quốc phòng đến 800 tỷ. 800 tỷ Mỹ Kim. Khi Nga đầu tư cho 130 mấy tỷ thì đối với Nguyên con số này nó không hợp lý cho lắm. Trong một cái bối cảnh mà đất nước đang chiến tranh. Nhưng đây là cái báo cáo của Nga thì Nguyên không thể nào không công bố cho các quý vị con số chính xác. Nên là cái điều đó thì Nguyên cũng, chính bản thân của Nguyên cũng tình nghi với cái báo cáo của Nga này. Nó có thật, chiến tranh đang nguy kịch. Đầu tư với một con số này thì nó không hợp lý. Nó không hợp lý. Khi lúc đó Mỹ không chiến tranh mà Mỹ đầu tư tới 800 tỷ. 800 tỷ. Khi lúc đó Mỹ cho Nguyên khẳng định là chưa có đánh chiến tranh với quốc gia nào cả. Khi lúc đó Trung Quốc cũng đã đầu tư một con số khổng lồ. Khổng lồ. Khi lúc đó Trung Quốc cũng không có chiến tranh. Đây là bản tin liên quan đến sự việc của Nga một chút xíu về tình trạng chiêu mộ binh sĩ. Ngoài ra thì cuộc tấn công của Nga ngày hôm nay được nhiều người lên án. Đó là họ tấn công vào ở miền nam của đất nước Ukraine, thành phố Kherson. Họ tấn công vào cái nơi mà kêu là một cái ngôi chợ. Thì các quý vị biết thì sáng sớm thì mấy ông bà già họ thích đi chợ, chợ trời rồi đó, buổi sáng để họ mua những cái thực phẩm thiết yếu. Sáng sớm thì hỏa tiễn của Nga đã nã pháo vào ở miền nam Kherson. Hiện bây giờ thì tấn công ngay trăng cái ngôi chợ. Hiện bây giờ ít nhất là 6 người đã thiệt mạng. Ít nhất là 6 người đã thiệt mạng. Và tất nhiên là nhiều người đã bị thương. Hiện bây giờ con số cụ thể chính xác vẫn chưa rõ là bao nhiêu người đã thiệt mạng. Nhưng mà ít nhất là 6 người. Phần lớn là những người lớn tuổi. Những người, mấy ông bà lớn tuổi thức 5-6 giờ sáng đi chợ đó. Đi ra chợ trời buổi sớm. Để chúng ta thấy được là Nga tiếp tục tấn công một cách khá là bừa bãi trong thời gian gần đây. Tất nhiên là cái hành động của Nga nó đã bắt đầu, người ta cảm nhận được là đó là cái chuyện xảy ra hình như mỗi ngày. Mỗi lần Nga tấn công thì đều thấy những cái thiệt hại nặng nề cho người dân thường của Ukraine, đặc biệt là những cái nơi đông đúc người. Trung Nguyên nhắc lại trong quá khứ, tấn công vào nhà ga khi người ta bắt đầu sơ tán, tấn công vào bệnh viện cách đây không lâu, một số lượng người trong bệnh viện, hai cái hỏa tiễn rớt vào trong cái bệnh viện. Để cho các quý vị biết là mục tiêu của Nga không phải là làm thiệt hại quân sự của Ukraine. Mục tiêu của Nga là làm cho người dân Ukraine phải sợ hãi. Nên là họ cứ tấn công cái chỗ nào mà họ cho rằng có thể đông đúc người. Đông đúc người. Nguyên kêu là cả thế giới lên án trong thời gian dài vừa qua. Đây là cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ngày hôm nay ở khu vực miền nam Kherson. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một bản tin khá là quan trọng. Qua bài phát biểu của phía bên ngũ giác đài. Khi lúc đó người ta hỏi về cái cuộc phản công của Ukraine trong tương lai. Tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga. Thì có cần xin phép Mỹ hay không? Có nhiều người đặt cái câu hỏi này lắm. Và các quý vị cũng biết là phía bên Nga đó. Lúc nào họ cũng cáo buộc là mỗi hành động của Ukraine đều phải xin phép Mỹ. Lúc nào Nga cũng cáo buộc là Ukraine đã mất đi cái chủ quyền. Cái người điều hành đất nước Ukraine bây giờ là Hoa Kỳ. Zelensky chỉ là con bù nhìn, không có quyền lực gì cả. Chắc là các quý vị đã nghe cái những cái giọng điệu này. Và cho rằng là cuộc chiến tranh ngày hôm nay Nga chưa thắng được là do Mỹ hậu thuẫn, do phương Tây hậu thuẫn. Thì bữa nay Mỹ đã khẳng định về cái vấn đề đó. Sau khi nhiều vấn đề tình nghi, nhiều vấn đề nghi vấn là Mỹ đã áp đặt Ukraine như thế này, Ukraine như thế kia, thì phía bên chính quyền của Mỹ đã khẳng định một điều là nếu không phải là vũ khí của Mỹ, là vũ khí nội địa của Ukraine sản xuất, Ukraine có quyền đáp trả ở đâu là chuyện của Ukraine, không có liên quan gì với Mỹ hết. Không có liên quan gì với Mỹ, cũng không có gì mà phải xin phép tôi hết, vì không có liên quan gì với chúng tôi, trừ khi họ dùng vũ khí của chúng tôi viện trợ. Và chúng tôi đã đặt những cái tiêu chuẩn
trong đó nó có phạm vi 100 cây số. Nếu họ muốn bắn thuốc thì họ phải hỏi qua ý kiến của chúng tôi. Còn nếu là vũ khí của họ, những loại máy bay họ sản xuất, loại hỏa tiễn thời Liên Xô cũ họ còn, họ muốn bắn đâu họ bắn, họ muốn đáp trả như thế nào, đó là quyền của họ. Chúng tôi không có cái gì mà xin phép cả. Để khẳng định thêm một lần nữa, sau nhiều lần tấn công gần đây, Ukraine đã tạo ra những cái thành tích thiệt hại cho Nga cực kỳ là đáng kể. Ngày hôm qua, cái kho hỏa tiễn mình kêu là Kinza của Nga đã bị nổ khủng khiếp, đã xóa sổ nguyên một cái căn cứ không quân. Thì người ta tình nghi là do vũ khí của Mỹ. Mỹ nói không, đây là vũ khí của Ukraine. Và cái điều đó Ukraine có quyền làm để đáp trả cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ của mình. Nó không phải vũ khí của chúng tôi. Nếu Ukraine muốn làm cái gì làm, không thể đổ lỗi cho chúng tôi được. Đây là một bài khẳng định thêm một lần nữa về cái vấn đề tình nghi rằng là mỗi hành động của Ukraine phải thông qua Hoa Kỳ. Trong Nguyên nói, người Ukraine họ tôn trọng. Có nhiều lần họ cần hỏi những cái vấn đề cố vấn. Họ cần sự giúp đỡ đến từ những công nghệ cao, từ vệ tinh, đến từ những cái quốc gia đồng minh của mình, đặc biệt là Mỹ hay là Anh Quốc và Đức, là ba quốc gia chính họ thường xuyên hỏi vấn đề tình báo. Nhưng họ có cái chủ quyền riêng biệt của họ. Họ không có phải là nghe lời Mỹ, Mỹ kêu như thế nào thì họ làm như thế đó. Không có chuyện đó, không có. Từ ngày đầu cuộc chiến đến bây giờ nó vẫn là như vậy. Nếu mà nghe lời Mỹ thì Tổng thống Zelensky đã lên chiếc xe và đi qua bên Hoa Kỳ lâu rồi. Không phải là Nguyên muốn nhắc đi cái chuyện cũ. Nhưng mà cho Nguyên nhắc cho các người biết là cái ngày lúc đó Tổng thống Joe Biden đã điện thoại cho Tổng thống Zelensky và cho rằng là sẵn sàng rước Tổng thống Zelensky đến Mỹ. Khi lúc đó tình trạng cho rằng là có thể thất bại trên chiến trường và Ukraine có thể bại trận. Tổng thống Zelensky đã thẳng thàng từ chối, tôi cần vũ khí, chứ tôi không cần một chiếc xe đò. Ukraine họ tôn trọng bởi vì họ cần sự giúp đỡ đến từ phương Tây, đặc biệt là những quốc gia cường mạnh, Mỹ. Nhưng không có nghĩa là tất cả cái gì Mỹ đưa ra họ tuân thủ. Điển hình, Mỹ không muốn Ukraine có cuộc chiến tranh trên lãnh thổ của Nga. Nhưng các quý vị thấy Ukraine họ vẫn làm khu vực kết. Và họ không ngừng ở khu vực kết. Họ còn đang muốn đột phá ở những khu vực khác để tạo ra cái vùng điểm an toàn trên lãnh thổ của họ. Và khi lúc đó Mỹ vẫn bất ngờ. Mỹ vẫn bất ngờ. Vì Mỹ không ngờ là Ukraine có thể làm được điều đó, mà Ukraine cũng dám làm điều đó. Nên là ngày hôm nay thì phía bên Ngũ Giác Đài đã công bố về cái vấn đề này một lần, nói cho nó rõ để cho khỏi ai còn phân vân, khỏi ai còn hỏi. Ngoài ra thì sự việc nổi bật của ngày 1 tháng 10, chuyện gì nổi bật nhất? Đó là thay thế Tổng Tư lệnh Liên minh NATO. Tạm biệt ông John Stoltenberg. John Stoltenberg gốc người Na Uy, một cái người đã lãnh tụ NATO khá lâu. Và bây giờ ngày hôm nay là ngày chính thức, ông ta đã nhường lại cho cái người kia là cựu thủ tướng của Hà Lan, Mark Rutte. Mình tạm biệt ông John Stoltenberg, mình chúc mừng ông Mark. Ông Mark là người mới vừa nhậm chức trở thành chủ tịch Liên minh NATO. Mới vừa nhậm chức ngày hôm nay thì tân chủ tịch Liên minh NATO đã có bài phát biểu nói về tình trạng chiến tranh Ukraine và Nga. NATO vẫn tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, bảo vệ Ukraine, ủng hộ Ukraine đến ngày cuộc chiến tranh chấm dứt, cuộc chiến tranh Ukraine thắng lợi. Đây thêm một bài phát biểu nó lặp đi lặp lại với cái quan điểm. Bây giờ cái người lãnh tụ kế tiếp của Liên minh NATO, ông này cũng không thua gì ông John Stoltenberg hết. Nguyên nghĩ là họ lựa cái người thay thế cũng khá là phù hợp trong cái giai đoạn này. Nên là ông John Stoltenberg thì bởi vì ông đã cảm nhận là ông đã đóng góp quá nhiều và ông cảm nhận là thời gian ông không có, ông hơi mệt mỏi, ông muốn nghỉ ngơi. Nên là nhiệm kỳ của ông đã chính thức ngày hôm nay đã kết thúc, cô chú và anh chị em ha. Từ sau này thì cái tên tuổi ông John Stoltenberg chúng ta ít nhắc nhiều hơn trên diễn đàn. Vì cái vai trò của ông không còn là tổng bí thư của Liên minh NATO nữa. Và bây giờ thì tới ông Max sẽ là người. Nguyên mong là với cái sự lãnh đạo của ông, Liên minh NATO sẽ có sự thay đổi mới, đặc biệt là có sự đoàn kết nhiều hơn.
để có thể bảo vệ được chủ quyền của NATO một cách chặt chẽ hơn. Khi tình trạng ngày hôm nay, các quý vị biết cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga là dẫn đến nhiều vấn đề tai nạn giữa NATO và Nga rất là nhiều. Cách đây không lâu thì vấn đề máy bay ở tại Romania, ở tại biển Baltic, ở biển Đen vân vân và vân vân. Nên là mong là với cái sự lãnh đạo mới sẽ có những một cái đường lối cứng rắn hơn nữa đối với Nga trong những ngày gần đây. Đây là bản tin mà Nguyên nghĩ là nó không phải là bản tin bất ngờ, vì cái vấn đề mà nhường chức lại hết nhiệm kỳ của ông John Stonebeth, Nguyên đã cập nhật cho các quý vị rất là lâu rồi. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em, Mỹ đã lên án Nga sau hành động của Nga khiêu khích Hoa Kỳ như thế nào. Mấy bác ở Mỹ phải thận trọng nha. Bây giờ cỡ này Nga đang muốn đe dọa ở Mỹ, vì các quý vị biết là giữa Mỹ và Nga đó, nó có một cái vùng đất kêu là Alaska đó, nó gần với nhau, nó không có xa cho lắm. Cái khu Alaska là ngày xưa là của Nga đó. Alaska ngày xưa là của Nga đó. Thì cái vùng đất đó giữa biên giới giữa Mỹ và Nga nó cũng không xa lắm. Trong cái thời gian căng thẳng gần đây của hai quốc gia cường mạnh, đầu đạn hạt nhân hàng đầu của thế giới nhất và nhì, thì Nga muốn đe dọa Mỹ bằng cách gì? Điều động tàu ngầm hạt nhân, điều động máy bay chiến đấu, vân vân. Ngày 24 tây vừa qua, 24 tây tháng 9 vừa qua, cách đây tuần trước đi, trong nguyên mạng phép kia là tuần trước, thì một số lượng máy bay chiến đấu của Nga, trong đó nó có máy bay thả bom Tu-95, rồi Su-35, nhiều máy bay tiêm kích của Nga đã bay vào gần không phận của Hoa Kỳ. Ngay lập tức, Mỹ đã điều động máy bay chiến đấu của mình để mà quan sát. Thì cái điều đó bình thường thôi. Khi anh đem điều động máy bay chiến đấu phi cơ của anh bay ngang trên lãnh thổ, gần lãnh thổ của chúng tôi, thì ngay lập tức tôi phải kích hoạt cái hệ thống phòng không. Tôi đem máy bay tiêm kích tôi lên để mà giám sát. Thì máy bay Su-35 của Nga mới bay chặn đầu. À, có nghĩa là bay của Mỹ đang bay kiểu gì? Đang bay ngang vậy nè. Rồi ông Nga, ông sắn ngang, ông lướt ngang. Đó, ông qua mà ông lướt ngang. Và không phải làm đó một lần, lặp đi lặp lại nhiều lần trên không như vậy. Khi lúc đó nó gần biên giới không phận của Hoa Kỳ như vậy đó, họ không bao giờ nói liền hết. Họ phải đưa ra một cái báo cáo, rồi họ đánh giá cái trường hợp đó như thế nào. Vì những trường hợp như vậy nó khá là nhạy cảm. Nó có thể dẫn đến cái cuộc xung đột giữa Nga và Hoa Kỳ. Nên là họ chờ một tuần sau họ mới báo cáo chúng ta biết. Ngày hôm nay thì Mỹ đã lên án cái hành động thiếu chuyên nghiệp. Thứ nhất là thiếu chuyên nghiệp. Thứ hai là hành động khiêu khích. Nó sẽ có dẫn đến một cái tai nạn. Và nó sẽ dẫn đến cái cuộc xung đột của hai quốc gia cường mạnh vũ khí hạt nhân. Khi lúc đó phía bên Nga lại khiêu khích. Nga lại là người khiêu khích. Khi đi vào gần không phận của người ta, ngược lại đi khiêu khích ngược người ta. Thì để cho các vị biết là cái sự việc đó, giữa Nga và Mỹ đó, nó có thể xảy ra xung đột chiến tranh. Chỉ cần một cái tai nạn nhỏ thôi, tôi nguyên nói là một cái tai nạn nhỏ thôi. Một cái sự sơ ý, nó cũng thể dẫn đến một cái cuộc thảm họa mà Hoa Kỳ bắt buộc phải bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thiết bị của mình và sẽ có cái cuộc nổ súng. Nhưng mà đây chúng ta đã thấy rõ được là cái hành động của Nga muốn chứng minh là cái gì? Đừng có tưởng anh ở xa, rồi chúng tôi không có làm gì anh được. Anh ở đâu chúng tôi cũng làm được hết. Cái mục tiêu là như vậy. Mục tiêu là để chứng minh là hey, các anh đừng có tưởng anh ở xa, anh ở Mỹ ở xa. Tôi có máy bay, tôi có tàu ngầm. Tôi muốn tấn công anh là tôi tấn công thôi. Mục tiêu là như vậy. Nhưng mà thực tế thì đây là những lời khiêu khích không phải là lần đầu tiên. Họ bay gần không phận của Mỹ, họ làm dữ dội, nhưng không dám lấy máy bay bay trên lãnh thổ của Ukraine. Ngộ ha. Thử đi, đem T-95 thử đi, rồi F-35 gì đó, bay lãnh thổ Ukraine thử đi, rồi biết liền cái gì. Bay thử đi. Trong cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, Nguyên không thấy bóng dáng máy bay của Nga đâu hết á. Nguyên không thấy bóng dáng máy bay quanh tạc ở đâu hết trơn á. Mai đến Mỹ thì dữ lắm, phải không? Khiêu khích rồi dữ, bay lạng qua lạng lợi rồi khiêu khích người ta dữ lắm. Nhưng mà ở Ukraine thì không thấy bóng chiếc nào hết. Vì Mỹ không có bắn, họ biết Mỹ không có bắn, nên họ mới làm điều đó.
Đây là bản tin liên quan đến sự lên án của Mỹ trong cái cuộc khiêu khích giữa hai đại cường quốc mà người ta rất là lo lắng, rất là lo lắng. Ngày hôm nay thì Trung Huy cập nhật bản tin cũng khá là lý thú. Đất nước Litva, cái tên là các quý vị biết là Nguyên hay thường xuyên nêu lên, một cái quốc gia nhỏ mà rất là dễ thương, thành phố Litva rất là đẹp. Có dịp thì các quý vị nên ghé. Thành phố nó nhỏ không lớn, đi vài ngày là ok. Thành phố vài ngày ok nhưng mà thành phố rất là đẹp. Có nhiều nơi thắm cảnh, cuộc sống văn minh và sạch sẽ, an toàn, trật tự. Thì Litva ngày hôm nay đó họ gửi một cái hồ sơ lên tòa án của quốc tế. Họ kêu gọi là tòa án quốc tế hãy đi điều tra tội ác của ông tổng thống Belarus là ông Sashenko. Chắc là Nguyên nghĩ là Litva họ nói bây giờ Putin bị điều tra rồi. Một mình Putin chắc tội nghiệp Putin lắm. Bạn thân nhất của Putin mà kêu là ngoại giao nước ngoài đó, chắc là chỉ có ông tổng thống Sashenko thôi. Các vị biết là Nga là cái quốc gia đứng ra bảo đảm Belarus. Nếu ai tấn công vào Belarus thì cũng giống như là tấn công vào đất nước Nga. Nên là lý do đó, có thể là cái lý do đó, nên là ngày hôm nay thì một cái hồ sơ khá dài do phía bên chánh quyền của Litva đã gửi lên tòa án quốc tế và kêu gọi tòa án quốc tế điều tra về cái vấn đề tổng thống Belarus. Cô chú và anh chị em, nó vui chứ. Có thể trong tương lai thì ông Sashenko sẽ nằm trong cái danh sách truy nã. Có gì thì ổng với Putin đi chung một lượt. Nên là hiện bây giờ thì phía bên tòa án đã nhận hồ sơ, thì cái thời gian mà họ phải điều tra, họ có cái hồ sơ này nó đúng hay không, họ phải đi kiểm người kiểm chứng, và nếu là thật thì họ bắt đầu đưa tổng thống Belarus vào trong danh sách truy nã trên cả toàn cầu. Đó là bản tin vui vui nho nhỏ. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua tình trạng cuộc chiến, qua bài phát biểu của tổng thống Zelensky như thế nào và tình trạng nội bộ của đất nước Ukraine ra sao. Ngày hôm nay thì người ta phỏng vấn tổng thống Zelensky tình trạng của cuộc chiến. Thì tổng thống Zelensky là một cái người mà Nguyên thấy ông ta lúc nào cũng minh bạch trong những bài phát biểu của mình. Ông ta không có nói láo với người dân của mình, cũng không nói láo với báo chí của thế giới. Ông ta nói rằng tình trạng ở khu vực sườn miền đông, khu vực mà kêu là Porov nè, Dakivka nè, thì những cái khu vực mà thời gian gần đây chúng ta nói khá nhiều, thì ông nói cái khu vực khá là nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm, tình trạng rất là khó khăn. Khi Nga tổn thất nặng nhưng vẫn tiếp tục tấn công, tôi khẳng định là tình trạng cực kỳ là khó khăn, nguy hiểm. Chúng tôi đang cố gắng tối đa để bảo vệ những cái vùng đất chúng tôi đang còn quản lý. Chúng tôi đang nỗ lực, nhưng khó khăn thì khó khăn, nhưng nó vẫn nằm trong cái sự kiểm duyệt, không đến mức độ mà chúng ta phải sợ hãi. Các vị thấy cái báo cáo của Tổng thống Zelensky, ông ta thừa nhận mọi sự việc, vì khu vực khó khăn thiệt. Một ngày giao tranh cả trăm mấy lần sao không khó khăn. Tình trạng Nga tấn công thì đó là thật. Ông ta không có vẽ tranh, vẽ rồng, vẽ gắn là Ukraine thắng gì hết không. Ông nói khó. Cái nào khó thì ông nói khó. Cái tốt thì ông nói tốt. Cái điều đó nó quan trọng lắm. Nó quan trọng để thứ nhất là để cho đồng minh họ hiểu. Thứ hai để cho người dân cũng hiểu là đất nước của mình đang ở trong một cái giai đoạn nào. Và chúng ta phải cần làm cái gì để giải quyết cái vấn đề này. Thì cái tình trạng mà khu vực ở sườn miền đông đó, mà Nga tấn công với quy mô lớn thời gian gần đây đó, mục đích của Putin nó đơn giản như đang dẫn là tạo ra cuộc chiến thắng nhỏ để ảnh hưởng cái bầu cử tại Hoa Kỳ. Nó đơn giản là như vậy. Hiện bây giờ cái bầu cử của Mỹ là cái bầu cử nó liên quan đến tương lai của đất nước Ukraine. Mà nếu Ukraine trong giai đoạn này mà nhận được tin xấu thì nó vô cùng bất lợi cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Nên đối với Ukraine trong cái giai đoạn này, Ukraine từ đây đến tháng 11, Ukraine phải tạo ra một cái thành tích thứ nhất để cho cái cuộc đàm phán vào tháng 11 này sẽ có, dù không có Nga thì cũng sẽ có một cái buổi họp đàm phán hòa bình, sẽ có sự hiện diện của Trung Quốc và của Brazil và của nhiều quốc gia khác. Nga không dự nhưng sẽ có cái buổi đó. Ukraine phải chứng minh cho thế giới thấy là tình trạng cuộc chiến nó đang nằm ở trên vị thế của Ukraine. Và cái điều đó nó vô cùng cần thiết. Chúng ta đã bước vào tháng 10 rồi, Ukraine chỉ còn một tháng một. Và Nga tương tự cũng cần một tháng một để chứng minh rằng Ukraine thất bại. Nên là ai cũng đang chạy đua với thời gian, cũng muốn tạo ra một cái thành tích. Và cái điều đó phải tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
Đây là cái điều mà Putin muốn đạt được trong thời gian ngắn, trong những ngày kế tiếp. Nên là cuộc giao tranh này nó vẫn tiếp diễn khá là đẫm máu, diễn biến ra trong những ngày tiếp tục từ đây đến tháng 11. Đây là cái báo cáo của Tổng thống Zelensky về cái vấn đề tình trạng ở khu vực sườn miền Đông, để chúng ta biết được và hiểu rõ được tình trạng cụ thể như thế nào. Đặc biệt là báo cáo qua một vị tổng thống thì không có cái gì sai lệch hết. Không có gì sai lệch hết, đặc biệt là ông ta báo cáo tình trạng cụ thể chính xác. Và bây giờ, nội bộ Ukraine có một sự thay đổi. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đã đệ đơn trình bày trên chính phủ Ukraine để cắt chức 4 người. Trong đó có 3 thứ trưởng. Các vị biết là trong một cái bối cảnh như vậy đó, đổi nhân lực trong cái tình trạng chiến tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt là trong vấn đề an ninh và trong vấn đề quốc phòng, trong đó có một người trong vấn đề tình báo nữa. Tại sao phải cần đổi nhân lực? Tại sao ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đã trình bày lên cho Tổng thống Zelensky và Quốc hội muốn cắt chức những người này? Hiện bây giờ cái sự việc thực hư như thế nào thì không rõ, nhưng theo những cái nguồn tin mà được rò rỉ ra bên ngoài thì cái lý do nó đã dẫn đến là bởi vì những người này đã có sự cấu kết và tác động đến những cái thế lực ở bên ngoài. Ông ta nói rằng là chúng ta làm trong vấn đề an ninh. Chúng ta không được quyền có một sự cấu kết với bất cứ một cái thế lực nào hết. Chúng ta phải 100% nghiêng về phía bên Ukraine và nghiêng về phía bên chính phủ. Nếu chúng ta là những người nội các mà chúng ta còn có cái lập trường không vững thì còn cái gì nữa. Nên là nói đi có nghĩa là bị tác động đến từ thế lực bên ngoài. Thế lực nào thì không nêu lên. Không phải là cáo buộc là những người này là những người phản quốc, cấu kết với Nga thì không, họ không nói cái điều đó. Họ nói là thế lực bên ngoài có cái sự tác động. Và trong bộ máy chính trị nội an, nội các, đặc biệt là quốc phòng, an ninh, tuyệt đối không thể được cái điều đó. Tuyệt đối phải một lòng với chính phủ Ukraine, không có cái lòng nghiêng nào cả. Không được nghiêng về bên nào hết, chỉ có Ukraine thôi. Nên là ông ta đã trình bày lên và cắt chức 4 người tổng cộng, trong đó có 2 người trong quốc phòng, 1 người trong vấn đề tình báo. Thì đây là một cái điều mà người ta đặt nhiều câu hỏi trong một cái bối cảnh mà thay đổi những cái sự chỉ huy trong nội bộ có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến hay không. Cái điều này thì đối với Nguyên thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Vì trong cái bối cảnh ngày hôm nay, nó tình hình cuộc chiến nó đã, nói kêu nó định hình rồi, nó định hình rồi. Ukraine bây giờ thì chỉ cần chờ đợi cái gói trợ cấp 8 tỷ của Mỹ đến mà thôi. Chỉ cần chờ đợi cái gói trợ cấp 8 tỷ của Mỹ đến và chờ đợi cái bữa tháng 10, ngày 12 tới tháng 10, 10 ngày nữa, 11 ngày nữa xin lỗi, sẽ tổ chức ở tại Đức và cái gói trợ cấp nó đến. Nó gói trợ cấp của đến từ nhiều quốc gia nó đến. Vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11 thì Ukraine cũng có thể có một cái cuộc phản công. Nên là hiện bây giờ dù có sự cắt chức vài ai đó trong cái bộ máy an ninh hay bộ máy quốc phòng thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái mô hình tác chiến của Ukraine. Nên là các quý vị không cần lo. Các quý vị không cần lo. Đối với Nguyên là nó không ảnh hưởng gì cả trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay có một sự lo lắng. Một sự khá là lo lắng. Đó là liên quan đến nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Các quý vị biết là nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia đó là cái nhà máy nó lớn nhất tại châu Âu này. Và trong thời gian vừa qua đó, nhà máy nó gặp rất là nhiều tai nạn trong cái cuộc giao tranh gần 3 năm. Cách đây không lâu thì ông giám đốc an ninh nhà máy hạt nhân đó, ông đã đến và ông đã đánh giá là cái nhà máy hạt nhân đã tuột dốc nghiêm trọng. Có thể nói là thế giới đã bỏ ra cả mấy chục tỷ để tu bổ nhà máy này không biết bao nhiêu lần. Bởi vì cái cuộc chiến tranh nó vẫn tiếp diễn ở khu vực thường xuyên. Hiện bây giờ thì nhà máy này là do Nga quản lý, nhưng mà Nga vẫn đặt những vũ khí quan trọng ở nơi đó. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đã cáo buộc là cái hành động của Nga đã sử dụng vũ khí ở khu vực, nó đã dẫn đến một phần nhà máy không hoạt động. Các vị biết là cái chuyến đi vừa qua của Tổng thống Zelensky đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Zelensky đã có trình bày rằng là theo tình báo của Ukraine cho biết là Nga có thể tấn công vào nhà máy hạt nhân của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ năng lượng của Ukraine nó chỉ còn có 1/3, mà 1/3 đó là do nhà máy hạt nhân sản xuất. Ukraine có nhiều nhà máy hạt nhân khác nhau. Và theo những nguồn tin tình báo của Ukraine cho biết
là Nga đã đưa ra một cái kế hoạch đánh vào mùa đông năm nay vào nhà máy hạt nhân và cảnh cáo thế giới phải chuẩn bị tâm lý. Ngay ngày hôm nay thì nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia đã bị sự cố. Hiện bây giờ sự cố thực hư như thế nào không rõ. Liên quan đến vấn đề giao tranh ở khu vực. Thì ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky nhắc lại, hãy thận trọng những lời tôi đã cảnh cáo trước, vì Nga có thể sẽ làm nổ nhà máy hạt nhân trong tương lai. Thì đây là một cái điều cũng khá là lo lắng. Chính phủ của Ukraine hay cả thế giới nói chung, vì cái nhà máy hạt nhân mà nó nổ đó, nó không phải thiệt hại chỉ có một quốc gia mà nó có rất là nhiều quốc gia lân cận. Các vị biết là đợt trước mà cái nhà máy Chernobyl đó, cũng của Ukraine nó nổ đó, mà cái phóng xạ hạt nhân đó, nó bay đến nước Pháp đó. Để cho các vị biết là cái sự thiệt hại nó lớn cỡ nào và nó làm hại cho sức khỏe môi trường. Nó không phải một quốc gia mà nó có rất là nhiều những quốc gia lân cận. Đây là một tin liên quan đến nhà máy Zaporizhzhia đang ở trong một cái tình trạng khá là lo lắng, lặp đi lặp lại rất là nhiều. Không biết ngày nào nó nổ. Chuyện này nó có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Đây là giống như là một cái bom nguyên tử nổ trầm, thật kỳ là nguy hiểm luôn. Và bây giờ thì Châu Nguyên cập nhật một chút xíu một bản tin lạ kỳ mà Châu Nguyên mạng phép là Nguyên chưa có đi kiểm chứng qua bản tin của trang mạng xã hội khác, mà chỉ có lấy tin của Ukraine thôi, nên là Nguyên vẫn chia sẻ cho các vị, nhưng chúng ta để ngoặt một bên. Bản tin lạ kỳ đó là một phi công trực thăng của Nga gần đây mới đầu hàng cho Ukraine. Cái lý do mà anh ta đầu hàng và anh ta đến Ukraine, anh ta còn đem một cái rất là nhiều hồ sơ mật để đưa cho chính phủ Ukraine. Không phải là anh ta vì tiền, vì các vị biết là Ukraine có đưa ra một cái danh sách, nếu anh nộp một cái phi công, máy bay, trực thăng, xe tăng thì anh có được bao nhiêu tiền. Thí dụ là trực thăng là 50.000 đô hay 100.000 đô gì đó, Nguyên quên mất rồi. Cái số tiền là vậy đó. Một chiếc trực thăng là bao nhiêu tiền, một chiếc máy bay là bao nhiêu triệu. Ukraine có số tiền đàng hoàng hết, loại máy bay nào thì giá tiền bao nhiêu, có hết. Ukraine có một cái danh sách hết. Thì cái anh phi công này không phải là người đầu tiên, vừa qua đã có một người làm tương tự như vậy. Anh này ảnh đầu hàng Ukraine và ảnh còn nộp một cái hồ sơ mật cho Ukraine. Cái lý do đó dẫn đến cái điều đó là bởi vì vừa qua anh ta được nhận lệnh tấn công vào trong cái bệnh viện, nhưng anh ta đã từ chối và người khác đã làm điều đó. Hai cái quả tiễn đã tấn công vào bệnh viện của Ukraine và anh ta đã phẫn nộ và tức giận. Anh ta nói đánh chiến tranh chúng ta có thể nhắm vào những nơi quân sự, hay đối đế lắm chúng ta nhắm vào những nơi chính phủ của kẻ địch, nhưng không ai bắn vào cái bệnh viện hết, không ai bắn vào một cái nơi bệnh viện cả. Vì cái vấn đề hành vi đó, anh ta đã không còn thấy lực lượng quân đội của Nga là chính nghĩa nữa, nên là anh ta đã quay lưng lại với chính phủ Nga và anh ta đã đầu quân cho Ukraine bằng cách đầu hàng, và anh ta bay chiếc trực thăng bằng liên lạc với phía bên trang mạng tình báo của Ukraine và dẫn dắt anh ta đầu hàng ở tại Ukraine. Và anh ta đã nộp chiếc trực thăng này với nhiều hồ sơ mật quan trọng mà anh ta sở hữu. Thì cái bản tin này Nguyên chưa có khẳng định qua tờ báo của thế giới nào cả. Đây là tờ báo 3 số 5 của Ukraine thôi, nên là Nguyên cũng chưa chắc tin lắm. Các vị biết là tin nào bên nào Nguyên cũng đọc, nhưng mà nhiều khi tin nó phải có nhiều nguồn đưa khác nhau, nhiều người xác thật thì nó mới là tin chắc chắn. Còn cái tin mà chỉ có vài tờ báo của đất nước Ukraine đưa không thì Nguyên cũng có phần tình nghi. Nó là cái bản tin này Trung Nguyên mạng phép chia sẻ với các vị một cái câu chuyện nó có văn văn, nó có đạo đức. Nhưng mà chúng ta để đó, ngày mai ngày mốt thì Nguyên xác thật lại đúng hay sai nha. Xác thật lại đúng hay sai, chứ các vị cũng biết mà, nước nào cũng vậy, tin giả rồng giả rắn cũng nhiều lắm nha. Tin giả rồng giả rắn thì cũng nhiều lắm, nên là chúng ta hãy nên thận trọng. Trong diễn đàn của Nguyên, các quý vị cứ tin chắc là những bản tin Nguyên chia sẻ được Nguyên bỏ rất là nhiều thời gian để mà đi kiểm chứng và để tìm hiểu thật hư bản tin như thế nào trước khi mà Nguyên quyết định chia sẻ với các quý vị. Tin thì nhiều vô kể, mở báo lá cải ra thì tin nó trùng trùng điệp điệp, nhưng mà nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì cái điều đó là chuyện khác, chứ tin lá cải thì nhiều vô kể các cô chú và anh chị. Đây là bản tin nhỏ về vấn đề một binh sĩ của Nga đầu hàng. Và bây giờ
chúng ta nhìn lại tổng quát cái cuộc chiến một chút xíu ngày hôm nay. Đối với Nguyên, tình trạng ngày hôm nay Ukraine khá ổn so với những tháng vừa qua. Ổn là bởi vì Ukraine đã tạo ra một cái thành tích mới ở khu vực kết. Ổn là Ukraine đã có cái gói trợ cấp 8 tỷ đến từ Mỹ. Ổn là Ukraine vẫn được cái sự ủng hộ, tuy rằng cuộc chiến tranh kéo dài với sự đe dọa hạt nhân của Putin thường xuyên, nhưng cái vấn đề ủng hộ cho Ukraine không thấy hề giảm. Tuy rằng bầu cử của Mỹ đang gặp ở trên cái tình trạng không biết ai thắng ai bại, ai sẽ làm tổng thống trong tương lai, nhưng về cái gói trợ cấp yểm trợ chung cho cả toàn cầu cho Ukraine vẫn là cái tâm điểm. Khi lúc đó hiện bây giờ thế giới đang phân vân vấn đề Trung Đông, nhưng mà nói về Ukraine vẫn ở trong một cái vị trí hàng đầu của nhiều quốc gia. Nên đối với Nguyên đánh giá ổn thỏa. Ổn thỏa có nghĩa là không phải là tốt, chỉ là ok, cầm cự được, ổn được. Khi lúc đó Trung Nguyên đánh giá Nga, tình trạng quân đội của Nga thì không có cái gì thay đổi. Nga cũng mất mát binh sĩ nhưng cũng không đến nỗi mà Putin phải sợ hãi hay là rút binh. Nhưng Nga lại mất đi một cái vị thế là bị đất nước của mình, bị lực lượng khác ở đóng đó gần 2 tháng ở khu vực kết. Đây nó cũng sẽ nói cho thấy được là cái dấu hiệu của lực lượng của Nga không cường mạnh như vậy. Nga đã mất khá là nhiều kho đạn, đặc biệt là kho đạn hỏa tiễn trong thời gian gần đây. Nhưng cái điều đáng lo nhất cho Nga nó không phải là khí tài quân sự, nó là vấn đề kinh tế nội bộ. Hiện bây giờ cái nền kinh tế của Nga đang gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề buôn bán. Đồng tiền rúp của Nga nó không còn có một cái giá trị. Hiện bây giờ không ai muốn đổi bằng tiền rúp. Nga sử dụng tiền đô thì không được bởi vì nhà băng không có cho phép nữa. Nga không sử dụng tiền euro và tiền đô. Nga bắt buộc phải sử dụng tiền rúp. Mà tiền rúp của Nga bây giờ có nhiều quốc gia họ không muốn sử dụng vì họ e ngại cái giá trị đồng tiền nó không bền vững. Nên họ kêu Nga trao đổi với họ bằng năng lượng. Mà bằng năng lượng thì lỗ cho Nga. Nên là gần đây Nga đang chạy đao chạy đáo nhờ tiền của Trung Quốc thì Trung Quốc lại từ chối. Hiện bây giờ Nga đang gặp rất là khó khăn về vấn đề ban giao, ngoại giao, buôn bán với nhiều quốc gia. Mà nếu những cái quốc gia mà Putin còn đang có một cái quan hệ tốt, đang gặp ngương trần khó khăn. Khi lúc đó thì lạm phát của Nga bắt đầu tăng vọt. Những cái quốc gia cung cấp cho Nga, đặc biệt là Trung Quốc cung cấp gần 80-90% hàng hóa cho Nga, thiết bị cho Nga, thì giá cả càng ngày càng tăng. Đang thấy một cái dấu hiệu là Putin đang khó nghiêm trọng về vấn đề kinh tế. Trong Nguyên nói kinh tế chứ không phải là quân sự. Đánh giá của Nguyên, lực lượng quân đội của Nga vẫn còn mạnh, vẫn còn đông. So với Ukraine, họ vẫn còn áp đảo gấp 5, gấp 6 lần Ukraine. Nên là kêu họ yếu kém về quân sự thì Nguyên thấy không. Nhưng kinh tế thì đã Nguyên thấy rõ theo cái báo cáo của kinh tế và những cái sự việc đã xảy ra tại Nga trong thời gian gần đây. Thì Nga đang gặp nghiêm trọng về vấn đề kinh tế. Chuyện này không tránh khỏi vì hiện bây giờ các vị biết là tất cả đồng tiền của Nga, thuế của Nga nó sẽ chạy trong quân đội. Nó phải trả lương cho binh sĩ, nó phải chế tạo thiết bị. Tất cả cái gì nó cũng chạy. Và những không còn những sự sáng kiến, không còn những sự thiết yếu. Người dân thì sống trong hoang mang, không ai dám xài tiền hết. Có tiền người ta cũng không dám xài. Và khi người ta không xài tiền thì chuyện gì xảy ra? Sẽ không có hãng xưởng, không có tiệm búa. Và nó không hãng xưởng, không tiệm búa thì nó tạo ra không có đóng thuế. Nên là cái nền kinh tế của Nga bắt đầu từ năm nay đã có một cái dấu hiệu suy thoái. Những năm vừa qua thì không, nhưng đặc biệt là năm 2024 đã bắt đầu là cái dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng. Và nếu Nga không tìm ra biện pháp giải quyết năm 2025 thì không thể nào Nga ngóc đầu lên nổi. Vì suy thoái kinh tế nó sẽ tụt dốc tiếp, đặc biệt là tình trạng Trung Đông bùng phát chiến tranh. Nhiều vấn đề nó xảy ra, nhiều vấn đề khác. Nên là thấy rõ nét đối với Nguyên, kinh tế của Nga đang gặp vấn đề. Và đây nếu mà biết khai thác nó sẽ dẫn đến cái niềm tin với chính phủ Putin nó càng ngày càng ít đi. Thực tế với các quý vị là tại đất nước Nga ngày hôm nay có nhiều thế lực đang chờ đợi Putin xảy ra biến cố. Họ đang chờ đợi thời cơ để họ đứng lên để đòi độc lập cái khu vực của họ. Trong đó có biết bao nhiêu khu vực đang chờ mong cái điều này.
Đây là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga ngày hôm nay. Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Bye bye quý vị. Không em từ trong những xôn xao chung quanh, từ trong những mê say quay nhanh, có những thì thầm đang nhắc em ngọt ngào như tiếng mẹ đưa, rạt rào như những cơn mưa. Nghe không em, dòng máu nóng xôn xao trong tim, lời tha thiết bao lâu như im, nay bỗng tìm về từ những đắn đo, từ những mối lo, từ lâu em giấu quanh co, tự do em có ai cho? hay lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hay lắng nghe để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành. Hãy lắng nghe tìm ra đâu nỗi khó, vì sao ta có nó, em sẽ đấu tranh cho tự do. Không em, lời ai oán đâu đầy bi than, lời uất ai nơi dặm ngàn, đời lặng lay, chờ rủi may, đồng bào ta đó như em, nhục nhằn này ai đã gây nên? Hãy lắng nghe lời thế giới đang vang hôm nay, lời sông núi theo ta ngày ngày. Hãy lắng nghe để tim em cất tiếng, để lương tâm phán quyết, em sẽ thấy hướng mình đi. Hãy lắng nghe
từng suy nghĩ em này tình anh, từng trang sách bao năm học hành, hay lắng nghe, hay lắng nghe, vì khi em thấy rõ vì sao dân vốn khó em sẽ đấu tranh cho tự do, hay lắng nghe, hay lắng nghe, vì ta biết em luôn hăng say và sẽ đứng lên cho một ngày, hay lắng nghe, hay lắng nghe, vì tôi tin sẽ có ngày quê hương sáng rõ, ta sẽ hát vang tự do. Hát vang tự do, ta sẽ hát vang tự do. Ta hãy đấu tranh cho tự